Xin chào mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nha. Hôm nay mình đi câu nha mọi người. Hôm nay là thứ ba ngày 22 tháng 10, coi như là gần 2 tuần sau bão đó mọi người. Thì nói chung là sau bão thì con dân nói chung là mọi người cũng có người nào may mắn thì nhờ không có thiệt hại gì đáng kể, nhưng mà nhiều người rất là nhiều người giống như là bị thiệt hại nặng nề nha mọi người. Nhà cửa rồi nóc nhà bay mất rồi, cửa sổ vỡ rồi, nước nó vô nhà, thiệt hại đồ furniture cũng khá là nhiều luôn. Thì cái hai cái tuần qua thì cũng hơi khó khăn một chút xíu, nhưng mà nói chung là những cái buồn bã thì nó cũng gọi là không hẳn là đã qua, nhưng mà nói chung là những cái gì lo lắng này kia thì nó cũng tạm lắng xuống. Thì hôm nay mình đi mình câu cá, mình enjoy, mình thư giãn một chút xíu nha, chứ cũng không thể nào buồn mãi được phải không mọi người. Mình phải sống tích cực lên một chút xíu. Thì mình đang ở cái bầu ram. Cái bầu ram này nghe nói là cũng mở được vài ngày rồi. Thì bây giờ là coi như 2 tuần sau bão đó, 2 tuần sau bão, gần 2 tuần chứ, 12 ngày sau bão. Thì cái bầu ram này hình như là ông bạn mình ông nói là mở được vài ngày rồi, chứ còn cái tuần mà sau bão là họ đóng hoàn toàn nha. Mấy cái bầu ram là đóng hoàn toàn hết luôn. Mà hôm nay mở cái coi như lần đầu tiên mình đi sau bão đó. Thì hôm nay trời cũng bắt đầu se lạnh rồi. Báo hiệu mùa cá chim nha mọi người. Trời ơi, mùa cá chim, vô mùa cá chim, mùa lạnh cá chim rất là ngon luôn. Cho nên hôm nay mình đi thử thôi, mình cũng không có dám hy vọng gì nhiều đâu. Tại vì mọi lần ví dụ mình đi bắt sò hay này kia, mình cứ hào hứng rồi rốt cuộc nó không có được như ý. Thì hôm nay mình coi là giống như đi giải trí, đi thư giãn rồi đó mọi người. Đi giống như là sau bão nhiều cái nó cũng để lại cho mình nhiều cái lo lắng, nhiều cái buồn phiền. Thì hôm nay mình quyết định là ok, bỏ qua hết, gạt qua một bên, mình đi thư giãn nha. Thư giãn không gió biển thôi, cũng hy vọng là kiếm được vài con cá ngon ngon, chứ cũng hy vọng thôi chứ cũng không biết làm thế nào. Đi thử thôi chứ không biết là có hay không nha mọi người. Thì cũng tâm sự với mọi người chút xíu. Đang chuẩn bị xuống tàu. Ủa, xuống tàu bên kia mà bỏ bên này hả? Đầu tàu còn xuống tàu còn chọn chỗ đẹp nữa. Mấy ông nội này nhiều chuyện quá. Cũng tâm sự với mọi người chút xíu là sau bão á, thì trong bão thì mình không nói rồi, cái ngày đêm bão, khi mà bão vô đó, còn mọi người coi cái clip vừa rồi của mình thì biết rồi. Cái đêm mà khi mà bão nó bắt đầu nó chạm đến tàn phá mình á, mình mất điện phải không, bắt đầu gió rít ở bên ngoài, thì gió rít nó gầm xong ấy hả, cửa sổ thì lung lay tại vì gió nó rất là mạnh luôn. Mình cảm tưởng chặt cửa kính đó mọi người, mình cảm tưởng như là nó thổi bay cái cửa sổ nhà mình luôn. Rồi cây to bên ngoài thì rào rạc, chỉ lo nó đổ vô nhà thôi. Thì cái hôm đó là thật sự trong cái lúc đó thì cũng tâm trạng cũng gọi là hơi bị rối bời. Mấy đứa nhóc thì nó sợ, nó cứ ôm chặt mình, nó ném chặt vào người mình, mà mình cũng không có tâm trạng gì quay video luôn á. Mà thật sự ra cũng không quay được, tại vì tối quá, mất điện mà bên ngoài thì tối om, quay cũng không có thấy cái gì hết. Cho nên đó là lý do vì sao mình không có quay cái cảnh trong bão nha. Thì á, sau trong bão thì nói chung là qua bão thì mọi người bình an. Thiệt hại thì cũng có thiệt hại nhưng mà không đáng kể. Nhưng mà mình không có lo lắng về cái thiệt hại đó của mình. Mình chỉ thấy mình thì mình không có gì để mà khầm len hết trơn đó. Nhưng mà mình thấy rất là nhiều bà con, cô bác, nhà cửa này kia thiệt hại rất nặng nề, thì cũng thấy rất là tội họ nha. Rồi sau bão nữa thì sao? Cái tình hình mất điện mấy ngày trời, nhiều người họ mua đồ ăn, họ trữ trong tủ lạnh đó, mất điện thì cũng coi như đồ ăn hỏng hết luôn. Rồi cái xăng, không có xăng mà đi 3 ngày sau bão là coi như là hầu hết cây xăng nó đóng cửa. Rồi nó đóng cửa rồi mọi người, không có xăng mà đi, không có xe mà đi. Rồi đồ ăn thì không có, nói chung là hơi bị hoảng loạn chút xíu. Mình là mình có chuẩn bị. Hay mình có chuẩn bị cho nên mình cũng không có gọi là bị hoang mang gì mấy. Nhưng mà rất là nhiều người chơi với nha. Xuống đi còn đứng đó làm gì vậy? Chuẩn bị xuất phát rồi. Đó. Trời khá đẹp, hôm nay trời khá đẹp. Thì mình cũng có chuẩn bị cho nên mình cũng không mới bị chới với gì mấy. Nhưng mà bà con cô bác thì rất là nhiều người hoang mang. Tại vì sau bão thì nó nhiều cái nó ập đến quá.
Thật sự là chưa từng thấy là cái bão nào mà nó gây lại hậu quả nghiêm trọng như lần này. Mọi lần trước bão thì cùng lắm là mất điện nửa tiếng, một hai tiếng gì đó. Sau đó qua ngày hôm sau là mọi hoạt động sinh hoạt, ăn uống, xe cộ rồi nhà hàng này kia là trở lại bình thường hết. Còn cái đợt bão này là coi như 3-4 ngày là coi như nhà hàng cũng đóng cửa, chỗ ăn uống cũng đóng cửa, giải trí cũng không có mở. Rồi xăng thì không có, rồi nói chung là chợ cũng đóng cửa luôn. Bà con cô bác hơi hoang mang nha. Nhưng mà được cái chính phủ giúp đỡ rất là nhiệt tình luôn. Họ mở những cái địa điểm mà giống như họ phát đồ ăn uống rồi nước này kia cho bà con đến lấy á. Cũng có mấy cây xăng mà nó phát free xăng luôn, cho free xăng luôn. Nhưng mà xếp hàng cũng hàng mấy cây số đó mọi người. Mình thì mình không có đi nhận đồ cứu trợ nha, tại vì mình có chuẩn bị, mình có chuẩn bị đồ ăn thức uống đồ khô này kia đó, cho nên mình cũng không có sao. Nhưng mà bà con cô bác được cái chính phủ giúp đỡ rất là nhiệt tình cho nên cũng đỡ. Thì thôi, những ngày lo âu buồn bã sau bão thì nó cũng tạm dần lắng xuống rồi. Bây giờ mọi người cũng đang trở lại hoạt động bình thường rồi nha. Thì hôm nay quyết định một ngày ra khơi thư giãn một chút xíu, trời đẹp quá mọi người ơi. Nhìn vậy chứ mà trời đẹp lắm luôn á. Gió mát lạnh. Tại nó vô, bắt đầu nó vô chấm chấm mùa đông rồi, gió se se lạnh nha. Không khí rất là dễ chịu luôn. Trời đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Đó, gió rất là mát luôn nha. Trời vào mùa đông rồi nó se se lạnh rất là dễ chịu luôn, không có lạnh lắm đâu, nhưng mà hơi mát một chút xíu. Đầu bên kia nó bị chăng là nó sao nó chặt lại như vậy đó. Này đầu khô, đầu nước khô. Ba. Hello mọi người. Hôm nay sau bão mình đổi không khí xíu cho nó relax xíu. Dạ. Yeah. Căng thẳng quá. Hôm nay gọi là bão, đi bão căng tóc bay hết luôn. Trước bão thì cũng đã không còn cộng nào rồi. Nhưng mà bão vô là đi vòng quanh đi nước trong này thì mới đi có cá. Thì nói chung hôm nay mình đi thư giãn thôi mà. Hôm nay đi thư giãn thôi chứ không đặt nào cá. Có thì cũng được, có thì vui, không có không sao. Để đi chơi. Chính thì nó mát rồi, muốn đứng thì đi câu cá. Cá chim chứ. Hôm nay các chim mà không gắp còn nhiều đâu, nhưng mà hy vọng gắp được tuần đã vô sớm. Cũng khá là vắng nha, chưa có mấy ai đi hết. Chắc tại bâu ra nó mới mở, không có mấy ai biết nha. Với lại mình đi ngày thường nữa cho nên không có thấy đông gì lắm. Sắm hết hai giá để chúng ta thâu vi để chạy như thế nào. Chứ mình là nồi canoe bên kia và xuống đây phải có hai giá, chứ canoe đi không nổi. Trời khá đẹp, nhưng mà ông xã mình nói nước không có được trong lắm nha, tại sau bão thì nước nó vẫn hơi đục chút xíu. Mà mình vẫn hy vọng nha mọi người. Alright, trời đẹp quá. Ra khơi hy vọng là hôm nay có một chút thu hoạch nha mọi người, mình ra khơi nha. Alright. Mình ở đây hiện tại là khoảng được một tiếng chưa? Được một tiếng chưa ta? Chắc một tiếng á. Tiếng hơn tiếng, bốn cần thủ này dịch liên hồi nha. Nhưng mà toàn là có con không mọi người ơi? Mong đợi cá ngon hôm nay có vẻ như hơi khó rồi đấy. Thì kệ nó, nói chung là cũng còn sớm, với lại mình đi với cái tâm trạng thư giãn là chính. Cho nên có thì vui, không có thì cũng không có sao. Không có thì buồn. Thì cũng gọi là cá nó cũng ăn lai rai, nó không ăn nhiều, nó cũng ăn lai rai. Nhưng mà toàn là cá con không à mọi người. Mồi thì rất là nhiều nha. Mồi chuẩn bị kỹ luôn nè. Cá tôm nãy giờ kéo lên thì hụt mất mấy con cua. Nè, có con lady nè, được con lady với một con cua nha mọi người, cua bự. Gì nữa, cua hả? Cá hả? Cá con, lại cá con nữa. Đó, sáng giờ câu được cũng kha khá, nhưng mà toàn là cá con không nha mọi người. Không có lấy được, thì mình phải thả đi thôi. Ê, lấy giữ lại con này để câu cua đi. Thử đi. Đó. Có con cua bự trong này nha mọi người. Đó, sáng giờ toàn là cá con vậy không đó. Sáng giờ
sao rồi? Alright. Mình cũng thử nha, nãy giờ mình cũng kéo lên được một hai con cá con à, cũng không có đủ size, cũng không có lấy được. Nhưng mà nói chung là cũng có tín hiệu, còn hơn là không có gì hết. Tiếp tục nha mọi người. Cái đó mua bông thơm rồi đang nhắc lại. Cua, 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 có cua nha mọi người. Yeah. Yay. Thêm một con cua. Cua to quá. Con này nó trong được, con này móc luôn rồi. Ba mẹ nó. Mà biết đâu được không? Thấy. Yay, yeah, một con cua nữa mọi người ơi. Mục tiêu là đi câu cá mà nãy giờ toàn là vớt cua không à. Vui ghê. Cua em cua đang ăn luôn này. Thấy không? Nó kéo lên được không? Kéo lên được không? Đang lên. Đó, đang ăn. Ấy có cái vợt. Lấy cái vợt nè, cua. Lẹ. Tay là cua. Ô, cua bự. Cua, mọi người ơi, cua. Đưa. Lên, đây. Từ để cho nó vô gần đó. Coi chừng rớt uổng. Nãy giờ. Đấy, coi chừng cái vợt quán, cái vợt nó vướng cái dây quán. Chết rồi. Chưa. Nó đâu rồi? Còn không? Đưa nó vào bóng trong. Ủa to quá, con nó bự. Thấy không? Sao chẳng thấy gì hết rồi? Đưa. Wow. Từ. Lên. Yay! Một con cua. Vui. Mọi người ơi, hôm nay mình đi câu cá mà rước cua nãy giờ toàn vớt cua không nha. Nãy giờ mình được 4 con cua rồi phải không? Con này con thứ 4. Vui nha mọi người. Dán lên nhiều xíu mình về mình làm nồi bánh canh cua. Để cho em quay dây ngắn lại xíu. Quay dây ngắn này. Em quay đi, cầm quay lên. Nghĩ sao rồi bà ba trên 4 tay. À đang quay hả? Ở đây, để anh bỏ quả xuống đây. Ấy từ nhá, để đưa vô đây. Cua nữa nha mọi người. Thôi yeah. Mình đổi chiến thuật đi mọi người ơi. Đừng câu cá nữa, mình qua mình câu cua nha. Nãy giờ anh là cua ăn không à. Alright, thêm tiếp nha. Thôi dán kiếm thêm vài con cua về mình nấu nồi bún nha mọi người. Đây, lên. Cá bự mọi người ơi. Cua bia hả? Không biết. Thấy bự mà không biết cá gì. Cá mập à? Chết tiệt. Cá mập. Chắc cắt dây đi ha. Cá mập nha mọi người, một con cá mập bự. Đây cá mập mọi người ơi. Phá mồi không à? Rồi, mất rồi, ok. Alright, tiếp tục. Thôi câu cua. Thôi mình vụt tưởng con khô bia, tại thế màu sắp xám cái đầu tròn á. Thấy cá bự là mừng rồi. Nhưng mà trước mắt là mình nhìn thấy cái màu đó, mình hy vọng là khô bè. Alright, thôi mình tiếp tục câu cua nha mọi người. Ú, cá. Ú, không phải cá mập. Yeah. Cái gì đây? Đừng phải con cá mập lúc nãy. Con gì đây? À, không phải cá mập, thấy rồi. Sao biết, không có thấy gì đâu, đen thui à? Nó lượn lên mặt nước. Red fish hoặc là... Đâu rồi? Cá bự. Không thấy gì hết. Đen thui. Wow, cái gì đây? Catfish thì phải. Cá mập hả? Catfish bự quá. Ăn được mà đúng không? Thôi lấy đi. Lấy đi ăn được mà, kho. Thôi, lấy được không? Ai lấy không? Catfish không. À? Sao vậy? Con này... con này ăn được mà. Không ngon. Cái vây ngon á. Thấy có lấy không? Đưa cái xô lấy đi, ủa trời ơi, sáng giờ mới câu được vài con cá. Xách cái xô xanh ra đây mà bỏ vô xô luôn, cái nhớt nó phải lính ra tao. Ô, con này sell catfish. Ngon không? Đây, thịt ngon. Thịt dài, thịt ngon. Cái vợt. Thơm, không ăn lấy thì bỏ xúc kia đây. Không phải dơ cái xô. Sợ nó rớt. Sell catfish hả ha? Cái vây của nó dài như cái buồm cờ, gọi là buồm á, cái ốc cờ hả? Ok. Rất là bự nha mọi người. Cá lên quá à.
quá. Nhìn nó xấu quá, miệng rộng quá ra. Ai biểu ham ăn con mồi của người ta để câu cua giá này. Gặp chúng con tiên phích cái tội ham ăn. Ok, mình tiếp tục sự nghiệp câu cá của mình nha mọi người. Rồi, một con cá rất là bự luôn. Wow, con cá mới bự mấy phao à. Dục ở đây đi. Dục ở đây, nó bơi sao bắt luôn. Ok, nó đi. Nó nó bơi nó ăn hết tôm của mình sao? Có cá nha mọi người. Cá gì vậy? Đen thui không thấy gì hết. Chưa thấy gì hết nha mọi người, không biết cá gì hết. Chưa thấy mặt chưa? Nó có cái gì cào luôn á. Cá cào luôn á. Đó, nó luôn. Thôi kệ lấy đi. Có còn hơn không lấy về ăn. Phải thêm một con cá catfish. Cá catfish gì? Sell catfish. Sell catfish. Bự nha, bự. Cũng bự, cũng khá là bự luôn. Không. Trời, nãy giờ câu cá với câu cua. Câu cá này với câu cua không à mọi người ơi. Cái gì? Cái gì? Lại nó nữa hả? Nó nữa hả? Không phải cá phích bự nữa đâu. Cái kim đâu nhỉ? Mới dục đây nè. Cái kéo. Thêm con cá phích nữa. Đã là cá phích với cua lấy cá con không à. Không có lấy con cá chim mọi người ơi. Thôi hôm nay chắc chim quên đi. Có không? Thấy gì chưa? Cá gì vậy? Cá phít tiếp hả? Sao giờ này bắt ngày mà có cá phít ta? Nãy giờ cũng la rai. Nãy giờ la rai câu cá nha mọi người. Nhưng mà cá con là chính, cá nhiều cá con lắm luôn. Bên ngày là đâu có nó đâu. Sự nghiệp thì vẫn tiếp tục nha, mấy kênh thủ này vẫn đang phấn đấu hết sức hết một buổi sáng thôi. thành quả là hai con cá catfish bự với vài con cua. Vẫn hy vọng có một cái điều may mắn gì đó nó xảy ra. Tiếp tục nha mọi người. Gì vậy? Cá gì vậy? Finfish hả? Quay cho coi nào. Nãy giờ nghệ nhân này ngồi toàn là câu cá con. Nãy giờ cá con hơi nhiều cho mọi người. Lên. Cái gì? Cứ mong chờ đi. Cái gì? Con gì vậy? Thấy chưa? Đúng hả? Nó hả? Nó nữa. Ok, giữ lại đi, giữ lại ăn. Chứ nãy giờ câu cứ thả đi quá trời luôn á. Ăn thử xem ngon không? Câu hoài cái này dục đi quá trời nãy giờ mọi người ơi. Tí không? Ăn thử xem nó có ngon không để biết lần tới mà ăn. Phải nó không? Còn xong mà bi quan quá vậy, phải tích cực lên chứ, phải nghĩ là cá khác chứ. Suốt ngày cá phí không, nãy giờ cá phí cả chục con rồi. Hôm nay là mùa cá phí ha. Rồi nó nữa. Ai. Hôm nay mình hoan hỷ đi. Phóng sinh hơi bị nhiều sáng giờ. Sáng giờ mình phóng sinh hình như là cũng phải hai mấy ba chục con rồi mọi người. Kể cá con nha. Câu được cũng khá nhiều mà thả đi cũng rất là nhiều luôn nha. Kinh khủng vậy. Lên cần hết đi. Bự nha, cá bự nha mọi người. Có còn không? Ui, sợ gãy luôn ấy. Con, đang kéo. Cái gì, thấy gì không? Không biết, chưa thấy. Ê, cô quấn cho lưới đi. Quấn. Nó nhảy thầm lên luôn mà. Nó chạy đi. Không thấy, Phong đứng ngay đấy mà nó không biết luôn. Phong
không đem mà chút đồ. Nghe có 30 thao này không an tâm lắm. Cá bự nha, cá bự nha. Cá bự nha, cá gì đây kéo ghê vậy? Rồi rồi chạy chạy đi. Không để cho nó chạy. Cá mập. Cá mập cá heo. Không nó chạy âm lên. Không có mặt nước. Ngoài nhiều khi khô bè thật á. Hôm nay red màu cam. Đừng có cho nó chúi này nha, chúi là cứa cứa dây là đứt ạ. Chạy đây hả? Thì đây không thấy, chưa thấy mặt mũi nha. Chưa thấy mặt mũi nha. Chạy nhảy giống vậy không phải cắt phía sau. Đi vòng vòng vậy. Cho lên coi. Co lên cho thấy mặt mũi thôi. Cái gì vậy? Cái gì chạy dữ vậy? Chút cần luôn nha. Dạ. Tại vì nó gần kia mình để đứng cầu cần nó là nó mặt cái đầu cần luôn rồi. Cho nó khỏi kẽ đây vào. Dạ dạ. Ui cá mập, trời ơi cá mập. Sáng giờ câu được hai con cá mập ơi. Ba con. Ba con. Ba con. Con bảy bự nhất. Nó nhảy. Tức quá đen lên lành thịt luôn. Sáng giờ phóng sinh hơi bị nhiều. À biết làm. Cắt dây cho đất luôn hay sao? Chưa kịp cắt, chưa kịp cắt nó tự cắt luôn. Vâng, tại là cá mập, một là cá mập, hai là cá con. Thả hơi đi hơi bị nhiều nha. Vậy cũng sướng rồi. Sướng, kéo sướng cái tay. Kéo đẹp. Mỗi lần anh em mà dính cá thì ai cũng kêu cá mập rồi cá phí lên sao vậy. Mình phải suy nghĩ tích cực lên chứ. Kéo lên xem con gì nè. Lâu rồi. Kéo xong đây đuối luôn. Con này nó im lặng hơn. Cá mập là thêm. Con nhỏ trong thùng rồi dục đi. Vậy chủ nhật có món cá kho. Anh em đi làm. Ok. Làm quá. Cá speed không à? Cá phí sao? Cá phí nữa nha. Nhiều cá phí quá đi. Toàn là cá phí cá mập với cá con không à. Hôm nay nhờ gì vậy? Hơn là còn được mấy con cua gửi gạt nha. Bự bự luôn nè. Đó, vậy thôi đó. Còn lại đa số là cá mập với lại cá phi con. Alright, bây giờ mình quay thuyền trở về thôi nha. Quá đủ cho một ngày rồi. Toàn là cá mập với cá phi ai cũng gọi là cảm thấy quá đủ rồi, thôi đi về. Thôi hy vọng lần sau mình quay lại mình có cá chim nha mọi người. Giờ lên tàu ra khơi đi về thôi. Lần cuối cùng đổ xăng là đổ đầy bên chạy ra cái điểm 18 mile rồi. Là nay vào sáng phải kiểm tra vẫn còn khoảng 3/4 bình xăng. Hơn nửa bình. Bình xăng bổn luôn. 56 lít không? Mấy cái nghe lấy mỗi lần đổ xăng nghe lấy nó đổ xăng là thấy túi nó bổn luôn. Nói trong trời khá là đẹp luôn, nước khá là yên luôn. Đó. Cá cũng ra cảnh câu rất là nhiều luôn, nhưng mà đa số mình nói rồi mình được ba con cá mập nha. Ba con cá mập nha, rất là nhiều cá phít rồi rất là nhiều con cá sát mờ, nhưng mà toàn là cá con không à, mình thả đi chắc cũng đâu đó nhiều lắm luôn. Không đến nhưng mà nghĩ ít nhất cũng phải 30 con nha. Thả đi ít nhất là 30 con. Cái trước hoặc 200 300 cái lồng. Bây giờ lên đường đi về thôi. Giờ là 12 giờ trưa rồi, ai cũng khá mệt rồi. Được vài con cua an ủi. Alright. Về nha mọi người.
Mình về đến nhà rồi nha cả nhà. Một chuyến đi rất là suôn sẻ luôn. Trời thì đẹp, buổi sáng thì mát mẻ lắm, mà đúng là giờ sơ sẽ lạnh, còn bây giờ thì nắng ấm ấm nha. Một chuyến đi rất là suôn sẻ, mọi người đều phấn khởi hết. Mặc dù cái gọi là cái gì thu nhập hả? Thành phẩm không có được như ý lắm, tại vì mình muốn là mình muốn cá chim, nhưng mà hôm nay cầu toàn là cá mập rồi cá cá speed rồi cá con snapper không à. Nhưng mà được mấy con cua bù lại nha. Thì cũng có là an ủi. Nói chung vui, hôm nay là cũng gọi là đi thư giãn, cũng tinh thần cũng phấn chấn hơn. Alright. Thì thôi. Một chuyến đi khá là vui, khá là bình an luôn mọi người. Thì chắc là mình chào mọi người ở đây nhá. Lát nữa bây giờ còn phải công đoạn rửa tàu rồi clean up sạch sẽ rồi vệ sinh này kia, thì thôi không có quay làm cái gì. Thôi chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Tạm biệt mọi người.